Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Lao động chui ở nước ngoài, đổi đời hay đổi mạng? Kính thưa quý vị, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Lời nhắc nhở của ông cha ta trong hàng nghìn năm xưa ấy đến thời điểm hiện tại có lẽ vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc chạy trốn sinh tử của 42 người Việt Nam khỏi casino Campuchia gây chấn động dư luận mấy ngày gần đây là hành trình tìm về ao nhà, thấm thía cái giá phải trả từ sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và tâm lý muốn làm giàu nhanh nhất bằng mọi giá. Hoàn cảnh khó khăn và tư duy hạn hẹp nhưng mong muốn tìm ngay đường đổi đời, một số người lao động Việt Nam đã tự mình bước chân vào những cạm bẫy lao động chui ở xứ người. Còn nhớ, mới khoảng 3 năm trước, cả nước bàng hoàng trước thông tin 39 đồng bào mình tử vong trong xe tải đông lạnh khi nhập cảnh vào Anh để làm thuê chui. Chuyện xưa chưa kịp nguôi quên thì hôm 18 tháng 8 năm 2022, nhóm 42 người Việt từ casino Rick World, nơi họ bị dụ dỗ lao động trái phép tại Campuchia, bơi qua sông Bình Di về nước, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi đã đuối nước tử vong. Đợi em phía trước, lẽ ra là bầu trời sáng tươi rạng rỡ của quê hương, chứ không phải là nước sông tê buốt lạnh lùng trên đất khách. Trong hai trường hợp kể trên, tổn thất liên quan đến sinh mạng con người là tổn thất lớn lao nhất. Họ đa phần là người lao động khốn khổ, đói nghèo, rời đất nước ra đi nước ngoài, tìm lấy cơ hội đổi đời, trở về giàu sang, mở mày mở mặt với bà con lối xóm, hoặc chí ít là để thoát khỏi cảnh đói nghèo tối tăm. Tiếc rằng, chưa kịp đổi đời thì đã phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, chưa kịp đổi đời đã đổi mạng. Liệu có vì điều này mà thay đổi được tư duy lối mòn của người lao động về con đường làm giàu nhanh chóng? Tình trạng người lao động tham gia xuất khẩu lao động trái phép hay còn gọi là lao động chui là một bài toán nan giải của các cơ quan chuyên trách và toàn xã hội. Tất cả những sự việc xót xa diễn ra mấy năm gần đây không nằm ngoài thực trạng nhức nhối của vấn nạn này. Những đường dây môi giới trái phép luôn nắm bắt được tâm lý người lao động là không muốn khó nhọc học tiếng nước ngoài, không muốn tốn công làm thủ tục giấy tờ, không muốn mất công chờ đợi, phải mất nhiều thời gian chờ đợi nhưng lại muốn nhanh có việc làm để đổi đời thật nhanh, để vẽ ra những kế hoạch tiếp cận và lừa đảo thành công. Có câu ăn chắc mặc bền, vậy tại sao đường thẳng chính thống họ không đi, lại cứ mãi đâm quàng vào bụi rậm? Cuối cùng tiền mất tật mang, nếu không vùi xác mình nơi đất lạ thì cũng thân tàn ma dại lúc trở về. Một người Hà Tĩnh từng đi lao động Đức 10 năm chia sẻ, nó quá khổ và nguy cơ mất mạng sống vẫn luôn cận kề. Hay những người vừa thoát khỏi casino nói trên cũng thừa nhận, ở lại đó thì sớm hay muộn cũng chết. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để sống an lành là làm người tử tế và tuân thủ pháp luật. Đã rời quê hương ra đi tìm công việc ở nước ngoài thì phải bước trên con đường thênh thang rộng lớn của tổ chức hợp pháp, có đường lối chính sách rõ ràng, hợp đồng điều lệ chính thống. Và như thế, chúng ta mới có cơ hội được bảo vệ và giúp đỡ nơi xứ lạ trời xa, cũng có cộng đồng tổ chức biết đến mà tương trợ khi khó khăn hoạn nạn. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân, những sự việc đau lòng trên hy vọng đủ sức cảnh tỉnh những người muốn rời ao nhà tìm cơ hội đổi đời bằng con đường ngang dọc hiểm nguy. Những người lao động khổ nghèo ít học, thiếu hiểu biết luôn là miếng mồi béo bở cho các đối tượng lừa đảo tìm cách dụ dỗ. Tình cảnh của họ thật sự rất đáng thương. Giữa muôn vàn cạm bẫy bủa vây như thế, họ khó lòng mà vượt qua để không vướng vòng ngang trái. Trước thông tin 42 người trốn khỏi địa ngục casino, dư luận bày tỏ sự xót xa và cám cảnh nỗi niềm tha hương cầu thực của họ. Tuy nhiên, một số người thẳng thắn chỉ rõ, đừng nghĩ qua cam làm việc là giống như một thiên đường dễ kiếm tiền nha. Ở Việt Nam cũng có công việc để nuôi sống mình, cứ đòi nhiều tiền khi không có sự hiểu biết thì phải trả giá là tất nhiên rồi. Thực tế cho thấy, bất cứ quốc gia nào ngoài nước Việt mình thì việc ảo tưởng đó là miền đất hứa để bằng mọi giá đến đó làm việc sẽ dẫn đến vô vàn hệ lụy cho người lao động. Bằng sức lao động chân chính và không ngừng nâng cao hiểu biết, thay đổi tư duy theo hướng tích cực về cuộc đời và số phận, cảnh giác trước mọi cạm bẫy, việc nhẹ lương cao, chúng ta sẽ tìm thấy miền đất hứa cho chính mình. Và đất nước này, Việt Nam thân yêu của chúng ta vẫn mãi là ao nhà an lành, no đủ nếu chúng ta cùng tin tưởng và cùng dốc lòng cống hiến dựng xây. Kích hoạt việc đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát bệnh đậu mùa khỉ. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế hướng dẫn giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm dịch để phát hiện sớm ca bệnh. Ngày 22 tháng 8, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, giám sát bệnh tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm dịch viên y tế hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh chủ động khai báo.
Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần chuyển đến nơi cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ và khám sơ bộ, căn cứ theo kết quả khai thác dịch tễ để chuyển hành khách về cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị hoặc đề nghị hành khách tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người nhập cảnh từ quốc gia, khu vực có dịch lưu hành cần theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khi có triệu chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch, cần hạn chế tiếp xúc người khác và tới cơ sở y tế gần nhất. Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức giám sát, tăng cường giám sát dựa vào sự kiện trong cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Đặc biệt, chú ý giám sát tại các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu và các cơ sở khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục, chú trọng giám sát trên đối tượng nguy cơ cao, gồm người đồng giới và người có suy giảm miễn dịch. Triệu chứng và cách phòng đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa về ca bệnh. Trường hợp bệnh nghi ngờ là trường hợp bệnh giảm sút, là người có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác như là thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai và có một hoặc nhiều triệu chứng sau: đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, sưng hạch bạch huyết, đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, đau lưng mệt mỏi. Đồng thời, có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ như trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh. Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều bạn tình. Trường hợp bệnh xác định được quy định, bất cứ người nào có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật real-time PCR hoặc giải trình tự gen. Đến nay, kết quả một số nghiên cứu cho thấy vaccine đậu mùa khỉ trước đây có hiệu quả nhất định trong việc phòng chống bệnh này. Hiện một số ít quốc gia đã phê duyệt sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ thế hệ mới, thế hệ 2, 3 để sử dụng phòng chống bệnh. Tuy nhiên, WHO không khuyến cáo tiêm vaccine này rộng rãi, chỉ tiêm cho những người có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp. Đến ngày 15 tháng 8 đã ghi nhận trên 35.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 92 quốc gia, trong đó có 12 trường hợp tử vong. Hiện một số quốc gia gần với nước ta như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp bệnh xâm nhập. Lao động chui ở nước ngoài, đổi đời hay đổi mạng? Kính thưa quý vị, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Lời nhắc nhở của ông cha ta trong hàng nghìn năm xưa ấy đến thời điểm hiện tại có lẽ vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc chạy trốn sinh tử của 42 người Việt Nam khỏi casino Campuchia gây chấn động dư luận mấy ngày gần đây là hành trình tìm về ao nhà, thấm thía cái giá phải trả từ sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và tâm lý muốn làm giàu nhanh nhất bằng mọi... Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.